Chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái vị thuốc trị viêm gan virus ABC luôn. Mẹ mình bị viêm gan B virus. Đây là vị thuốc. Này là cái an xoa. Này ngoài Bình Phước một rất nhiều. Thằng này bây giờ đang giá đang rẻ lắm. Cứ 2 năm này mình cho vô bình thủy mình uống trong vòng 1 tháng rưỡi tới 2 tháng là lượng virus trong máu mình nó có thể hết luôn nha các bạn. Mình có trồng nó nè, đây là lá của nó nè, cây ăn xoa lá nó có lông mịn lắm, bông nó hơi hơi tím. Đặc biệt cây ăn xoa này uống rồi mình ăn táo bón đi cầu rất là dễ, và nó hãy tụt huyết áp. Nếu tụt huyết áp thì các bạn ăn thêm vài miếng gừng vô nha, hạ khí đó. Và đây và cây lá dành dành, cái này lợi tiểu, giải độc gan, mát gan. Uống chung nhưng mà uống như ăn xoa ăn cơm xong uống ăn xoa rồi tư tư hay chiều chiều tới tối mình uống thêm một cữ lá dành dành. Ngoài đó ra thì mẹ cũng uống thêm thuốc của bác sĩ nè, thuốc này phục hồi chức năng gan nè. Mình kết hợp nhiều thứ vậy đó mới mau hết bệnh. Và một thứ nó không thể thiếu, đó là thuốc giỡn nha các bạn. Thuốc giỡn, các vị thuốc này đi vô từng tạng phủ. Đó là đường, đường cát vàng. Đường cát vàng này là đường thật, nó uống vô có vị ngọt mà thanh mà thơm. Khi mà các bạn mở cái bịch này ra nè, đường này ra nè, các bạn ngửi nó có mùi thuốc bắc, là đường nó được các dạng thật nha các bạn. Cái mùi thuốc bắc nó không có nhận ra đâu, theo đông y chính cái chất vàng vàng của đường cát vàng này nè, chất vàng vàng này nè làm mạnh cơ tim nha các bạn. Mình sẽ để một cái tấm ảnh của khí công huy đạo về cái tiêu chuẩn lượng đường huyết và tiêu chuẩn áp huyết theo độ tuổi các bạn xem nha. Ngoài những vị thuốc này ra, các bạn phải ăn thêm đồ bổ máu. Bổ máu như sữa đặc có đường hoặc là rượu, bột protein, và tập các bài tập của thầy, ví dụ vỗ tay 4 nhịp, kéo ép gối, thở ra làm mềm bụng, bài dậm chân hoặc là bài đi cầu thang. Bài đi cầu thang dành cho những người huyết áp cao, nhiêu đó là các bạn là đủ đủ hết bệnh rồi. Quan trọng là được các bạn nha các bạn, thiếu thằng này mấy thằng này cũng vô dụng thôi. Đường cát vàng đứng đầu vì nó hút hút dẫn mà. Cái ăn xoa này các bạn uống nó uống dễ hơn mà uống trà bắc nha các bạn.
uống có các bạn nghiện luôn á. Vậy các bạn chắc trẻ nhỏ ra nữa, trẻ càng nhỏ thì thuốc nó ra càng nhiều, bạn ngâm chừng ngâm vô bình thủy á, chừng 4-5 tiếng các bạn dùng được rồi, đừng để tủ lạnh nhé các bạn, uống trong ngày thôi, uống nóng nó mới tốt, để qua đêm cũng được. Chào các bạn nha.